Phương. Lên. Ê, ê, ê. Lên nhà ơi. Dạ. Hello anh em. Nay mình đang có mặt tại sân 6x6 của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền ở Tân Bình. Độc nhất một sân trong đây. Và hôm nay tiếp tục là một trận banh với mấy anh em CMP áo hồng. Nhưng mà vẫn không đá. Ôi, hôm nay lại có mặt của Nhật Linh. Đợt này không đeo camera trên Nhật Linh nữa. Hello mọi người. Nay sẽ là một nhân vật khác. Nhưng mà trước khi đến nhân vật đó thì điểm qua này có ai ta? Lại là anh Lâm Rô Béo. Xong rồi ông Tiến Minh ông trốn. Sao đi đá banh toàn mấy mặt quen thuộc không vậy ta? Anh Minh đến từ MUVN Hà Nội. Đợt nào ra Hà Nội làm clip với anh Minh ngoài Hà Nội. Okay, em ơi. À, mọi người chờ xem ha. Em tên gì? Em tên Hậu. Hậu hả? Dạ. Ok. Dạ, ok. Cảm ơn. Cái gì Hậu ta? Dạ. Nhân Hậu. Nhân Hậu hả? Rồi, keeper Nguyễn. Em của đội nào ta? Cáp C. Cáp C hả? Đập tay cái nè. Nguyễn. Ây da. Suýt ngay đầu mình luôn. Suýt chết. Hiền. Và Việt Anh. À, có bo lê lên nữa. Rồi. Em mình. Đội đối thủ cũng là mấy anh em bạn mình luôn. Bên nói chung là số 1 là bờ. Rồi ok. Gặp nhân vật quan trọng nhất của tối hôm nay. Yeah. Dạ, hello mọi người. Đây là Hải Phương. À, nickname là Chim. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 201. 201. Dạ. Ui. Bằng Linh. Dạ đúng rồi. Linh thích Bonscon, còn em thích ai? Em thích Tuấn Anh với ông nước ngoài là em thích Rondo. Rondo hả? Rồi, lại một Hải Phương CR7 nữa. Ok. Rồi, chúc em thi đấu thật tốt nha. Dạ. Anh. Trở lên. Đâu rồi. Lên. Bên Nguyễn, làm. Ăn lên. Hay quá. Anh Tiến quẻ. Anh ơi. Tiến. Cố hai lên. Đủ rồi đã. Chè thôi, không có gì bỏ hết. Đủ. Thôi. Sao? Sao? Đục. Giữa của mày bà gà. Bắt sát vô. Rồi em.
Cậu bước lên, bước lên. Chạy bên. Anh ơi. Cao quên. Ok. Anh kìa kìa. Anh à. Dưới này, bám vào số 8 này. Lên. Anh đi ơi. Ôi một người vào đi anh. Của đấy Quang, ra đi Quang. Tí hẹn. Ok. Thôi, tao vỗ. Thôi, lấy. Hay ghê. Lấy lên. Đúng rồi ơi. Chưa lên, chưa lên. Ok. Lên. Ok. Rồi lên. Dư nè. Đi. Hiền ơi, Hiền ơi, đây vậy Hiền ơi. Đi giữa. Ôi ơi. Hai này. Ôi hey. À.
Vương một thôi, Vương một thôi, Dương ơi. Bỏ bỏ. Thôi thôi. Lấy chân đổ người sao kịp. Ê ơi. Lên lên lên. Lên ba. Lên ơi, nhìn xuống lên ơi. Giữa giữa sao tới lên lên đã khỏe lên ơi, khỏe lên ơi, khỏe lên ơi, ok ok quay lại. Lại 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 giữa vô 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 lên 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 dạ. Giữa giữa đứng giữa hàng, đứng giữa hàng. Hay đứng giữa hàng. Đang ăn rồi, đang ăn rồi. Biên kìa hàng, ok. Trời. Hai nơi anh ơi. Chuyển hàng chứ. Đi, đi. Trời gốc. Đây. Hey. Nhanh. Mày à, mời à. Bước vô giữa hàng, hèn. Yeah.
bước lên. Rồi, vỗ hèn. Rồi, lên. Ồ, nhanh lên ơi. Ồ. Vỗ hèn. Hèn. Ồ. Hay quá anh ơi. Anh ơi. Người ta mổ điện tử không à? Đi ra. Đi lên. Ê. Sao tới hẹn ơi? Ê. Buông ổn rồi. Lại. Chờ hiền lên, rửa hiền. Đang yên luôn. Ơ. Rồi. Anh được hiền. Đi. Em. Bỏ. Ây da. À, đi ra không? Ok, kết thúc trận thi đấu nha. Nay đã 3 đội, thấy ăn cũng liên tục. Vì được mấy trái? À, 2 trái. Vì được 2 trái, có kiến tạo trái nào không? Có kiến tạo chắc nhiều quá. Ồ, này đã dữ quá ta. Đeo camera cũng tăng đốp pin hả? Tăng chỉ số em. Ghê quá, ok. Vậy thì anh em chấm điểm Hải Phương. Bao nhiêu điểm thì comment bên dưới cho mình biết nha. Ok, Phương này có trận đấu tốt rồi. Mọi người thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh. Đón chờ clip mình trong thời gian tới nha. Chào em, gặp lại, bye bye.